trái đất không còn là nơi duy nhất con người có thể sinh sống. Loài người tiến gần hơn với những hành tinh khác, nơi con người có thể tồn tại trong vũ trụ bao la. Chúng ta sẽ thiết lập sự hiện diện ngoài trái đất và trên hệ mặt trời của chúng ta. Sứ mệnh tìm kiếm những không gian mới, những ngôi nhà thứ hai ngoài hành tinh xanh. Vâng, chuẩn bị cho một cuộc sống ngoài trái đất. Chuyện này thực sự có nghiêm túc không hả anh Quang? Khi mà đúng là thế giới đang thay đổi như tên của tiểu mục Changing the World ngày hôm nay, nhưng sống ở một nơi khác ngoài trái đất thì có vẻ như là một điều không tưởng anh ạ. Vâng, chị Thái Trang. Đúng là con người thì khám phá vũ trụ giờ đây thì không chỉ với mục đích đó là nghiên cứu hay là tìm cách khai thác mà còn chuẩn bị cho một tương lai sinh sống trong vũ trụ. Bởi những dự báo về khủng hoảng khí hậu rồi thì môi trường trái đất trở nên khó sống hơn đã thúc đẩy các nỗ lực tìm kiếm những nơi định cư ở các hành tinh khác. Chẳng hạn như là công ty công nghệ sinh học Interstellar của Pháp và Đức thì đã phát triển một mô hình trồng trọt tự cung tự cấp trên sao Hỏa. Hệ thống này thì gồm 9 khoang cung cấp đủ rau, nấm, thậm chí là cả côn trùng ăn được cho 4 người sinh sống trong 2 năm trên sao Hỏa. Và các phi hành gia thì hiện thì cũng đã thành công trong việc là trồng những cây rau lá trong hỗn hợp chất nền nhiều dinh dưỡng ở khoang kín sử dụng ánh sáng nhân tạo. Anh Quang ạ, nhưng mà với tính chất khác xa trái đất từ ánh sáng, điều kiện môi trường, nước, không khí thì làm sao có thể đảm bảo được một cuộc sống đầy đủ cho con người để sống đây thưa anh? Vâng, một câu hỏi rất là hay và trùng vấn đề đúng không ạ? Tôi thì sẽ cho quý vị cũng như là chị Thái Trang và quý vị khán giả ở đây xem một số phương án khả thi thì đã được triển khai và thử nghiệm hướng tới việc xây dựng một tương lai cho con người trong vũ trụ. Chúng ta hãy cùng theo dõi ạ. Thưa quý vị, nếu trong quá khứ tổ tiên của loài người thì cũng từng khai hoang tìm kiếm các môi trường sống mới thì hiện nay giấc mơ mang gươm đi mở cõi không chỉ dừng lại trên hành tinh xanh nữa. Chúng ta có thể hình dung ra một tương lai nơi mà mọi người có thể lựa chọn sống ngoài trái đất, trên một hành tinh, mặt trăng hay là thậm chí một trạm vũ trụ có quy mô như một thành phố. Ý tưởng về xã hội tương lai được nhen nhóm bởi một nhóm các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu AMES của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA, dẫn đầu bởi giáo sư Geno O'Neill thuộc Đại học Princeton. Họ thì được NASA tài trợ cho một dự án kéo dài 10 tuần nhằm xây dựng những ý tưởng về thuộc địa không gian của con người trong tương lai. Có 3 mẫu thiết kế tiềm năng dành cho các trạm không gian tương lai, bao gồm thứ nhất là khối cầu Bennu, thứ hai đó là khối định cư hình xuyến và thứ ba đó là khu định cư hình trụ. Sức chứa của trạm không gian là từ 10.000 cho tới 1 triệu người. Chúng có khả năng là quay tròn để tạo ra trọng lực nhân tạo. Khu định cư hình trụ nơi rộng nhất trong số các ý tưởng này thì những cửa sổ lớn thì cho phép ánh sáng mặt trời có thể chiếu xuống cảnh quan bên trong. Và thiết kế này được gọi là hình trụ O'Neill. Người dân sinh sống trên bề mặt uốn cong giống như là cung điện thủy tinh và họ có thể canh tác nông nghiệp trên đó. Ánh sáng phản xạ thông qua cửa sổ gần các cực. Còn để giải quyết vấn đề bức xạ. Vâng, vấn đề bức xạ thì các nhà nghiên cứu đã sử dụng các tấm chắn polyethylene chì hoặc là trường điện tử tương tự như cách mà từ trường của trái đất đã bảo vệ chúng ta khỏi các bức xạ không gian. Còn tạo ra oxy trong không gian hiện nay thì sao ạ? Đó là thông qua điện phân nước. NASA thì cũng đã phát triển mô xy có khả năng hấp thụ khí CO2, một nguồn dồi dào trên các hành tinh như là sao Hỏa và chuyển đổi nó thành oxy như là carbon. Một số hang động trên mặt trăng thì có thể có một cái nhiệt độ khá là dễ chịu khoảng 17 độ C và có thể được xem xét được sử dụng để làm các khu định cư. Mới đây nhất, các nhà khoa học tại Đại học Bangor ở Anh thì đã phát triển một nguồn năng lượng có thể cho phép các phi hành gia có thể sống lâu hơn trên mặt trăng. Nguồn năng lượng thì được cho là pin nhiên liệu hạt nhân có kích thước 12-18 cm, cung cấp năng lượng cho máy phát điện hạt nhân Vimo. Nghiên cứu này thì có thể làm cho việc du hành không gian an toàn hơn, hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các công nghệ và vật tư có trong không gian để duy trì hoạt động của các phi hành gia và tàu vũ trụ. Tuy vậy thì không phải tất cả các dự án này đều có thể trở thành hiện thực, nhưng các mối quan tâm rộng rãi đến việc khám phá và định cư trong không gian cũng như tất cả những lần phóng tàu vũ trụ sắp tới cho thấy rằng là loài người có thể có cơ hội đi lại và sống trong không gian. Vâng, đó là đi lại và sống. Thậm chí thì thưa quý vị là các nhà khoa học còn thử nghiệm đó là cách giúp loài người có thể sinh con trong vũ trụ. Công ty Spaceborne United của Hà Lan thì cũng đã nghiên cứu việc thụ thai và sinh sản tự nhiên trong một môi trường lực hấp dẫn yếu như trên là sao Hỏa. Mặc dù còn nhiều thách thức, song người sáng lập cũng như là điều hành của công ty này tin rằng là mình sẽ thực chứng kiến em bé đầu tiên chào đời ngoài trái đất trước khi ông qua đời.
Nhà khoa học này thì cũng đã nhấn mạnh việc thụ thai trong vũ trụ gắn liền với những khó khăn, chủ yếu là thiếu lực hấp dẫn, khiến cặp đôi dễ trôi, giạt xa nhau. Một khó khăn khác đó là dịch cơ thể sẽ bị bay lên không trung trong một môi trường không trọng lực. Công ty của ông thì đang thiết kế một loại đĩa kết hợp hai tế bào trứng và tinh trùng nhằm tạo ra phôi thai có thể tồn tại được ngoài không gian. Sau đó thì phôi thai này sẽ được đông lạnh để tạm dừng phát triển, được bảo vệ trong quá trình trở lại trái đất. Dự kiến thì một người phụ nữ trên trái đất sẽ được cấy ghép phôi thai này rồi sinh đứa trẻ trong vũ trụ. Hiện tại thì trước khi thử nghiệm vào trên người thì công ty đang nghiên cứu về cách thụ thai tế bào chuột trong một môi trường mô phỏng lực hấp dẫn yếu. Thử nghiệm trên tế bào người thì sẽ được thực hiện trong 5 tới 6 năm nữa. Vâng, tôi chưa dám tin và cũng chưa dám nghĩ đến việc là các nhà khoa học đã bắt tay vào nghiên cứu cách chúng ta thụ thai và sinh con ở trên vũ trụ. Anh Quang hãy thử tưởng tượng xem một ngày có một em bé được sinh ra ở nơi khác trái đất thì chắc hẳn đó là một sự kiện đột phá mang tầm thế kỷ. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là sinh ra rồi, vậy thì lớn lên sẽ sống như thế nào ngoài vũ trụ ạ? Vâng, điều này thì không còn viễn tưởng nữa đâu ạ. Có khi tôi cũng như là chị Thái Trang cũng như là quý vị khán giả thì cũng sẽ có cơ hội sống trên vũ trụ đấy chứ ạ. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thì hiện tin rằng trong 20 năm nữa, vâng, chỉ 20 năm nữa thôi, thì con người sẽ lên mặt trăng, ở được, sau đó sẽ đến sao Hỏa. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang dùng công nghệ in 3D để tìm cách làm được nhà trên mặt trăng vào năm 2040. Vật liệu làm từ bụi trên mặt trăng và người thường cũng ở trong những ngôi nhà này được. Chúng ta đang khám phá bên ngoài hành tinh của chúng ta. Chúng ta sẽ thiết lập sự hiện diện ngoài trái đất và hệ mặt trời của chúng ta. Thật là phấn khích phải không? Năm ngoái, NASA đã thực hiện Artemis 1, sứ mệnh đầu tiên trong dự án lên mặt trăng với các hình nộm trong khoang tàu. Con tàu được bay vòng quanh mặt trăng và trở về trái đất an toàn. Sứ mệnh Artemis 2 sẽ chở người thật, gồm 4 thành viên phi hành đoàn trong chuyến bay 10 ngày quanh mặt trăng, dự kiến tiến hành vào tháng 11 năm 2024. Sứ mệnh Artemis 3 sẽ tiến hành vào năm 2025, khi đó con người sẽ hạ cánh xuống mặt trăng. Nhưng mặt trăng vẫn chưa phải là điểm đến cuối cùng của con người, theo kế hoạch của NASA, mà chỉ là chặng nghỉ và nạp nhiên liệu để lên sao Hỏa. Hiện NASA đang triển khai chương trình thử nghiệm sống cho khu vực có các điều kiện tương tự sao Hỏa ở bang Texas, Mỹ. 4 người tình nguyện đóng vai trò các phi hành gia NASA thực hiện thử nghiệm này từ tháng 6 năm nay trong thời gian 1 năm. Trong khi đó, SpaceX, công ty của tỷ phú Elon Musk, lại xây dựng kế hoạch cho con người lên thẳng sao Hỏa định cư. Để giúp loài người sống sót trong trường hợp trái đất xảy ra các thảm họa và cũng để loài người có nhiều sự lựa chọn về nơi sinh sống trong vũ trụ, tỷ phú Elon Musk xác định sao Hỏa là nơi ở dự phòng cho trái đất, nơi mà con người có thể tự cung tự cấp cho cuộc sống của mình và mở rộng địa bàn cho nền văn minh của nhân loại. Chúng tôi đã cho thấy điều này là có thể. Giấc mơ này là sự thật, có thể biến thành sự thật. Tôi cho rằng sự ủng hộ sẽ tăng theo thời gian. Cá nhân tôi tập trung tài sản để làm điều này. Tôi không có bất cứ động cơ cá nhân nào khác ngoài việc tập trung tài sản để có thể cống hiến lớn nhất cho việc đưa con người lên sống ở các hành tinh khác nhau. Để hiện thực hóa tầm nhìn của mình, công ty SpaceX đã phát triển tàu vũ trụ Starship. Loại tàu có thể dùng đi dùng lại được với mục tiêu đi lại giữa trái đất và sao Hỏa. Đầu tiên, SpaceX sẽ thực hiện các chuyến bay không người trước để thử nghiệm công nghệ và cơ sở hạ tầng trên sao Hỏa. Sau đó đến các chuyến bay đưa người lên hướng tới việc định cư ở sao Hỏa. Nhưng để làm được điều này thì phải vượt qua trở ngại vì một môi trường phóng xạ đe dọa đến con người. Phải tạo dựng được hệ thống tự cung tự cấp các nguồn lực, bao gồm thực phẩm, nước và năng lượng. Vâng, những thách thức trên cũng cho chúng ta thấy là đưa được con người lên sao Hỏa đã khó rồi, nhưng duy trì một cuộc sống cho con người trên hành tinh đỏ còn khó hơn rất nhiều, bởi vì điều kiện khí quyển trên đó rất là khác biệt so với trái đất, đúng không anh? Vâng, khí quyển ở trên sao Hỏa, hành tinh đỏ thì rất là khác biệt rồi. Với một bầu không khí, với một bầu khí quyển mỏng hơn khí quyển trái đất tới 100 lần, lượng ánh sáng mặt trời cũng chỉ bằng một nửa, chưa tìm thấy nước ngọt và nhiệt độ trung bình là âm 62 độ C. Vâng, âm 62 độ C thì sao Hỏa là một môi trường cực kỳ thách thức đối với con người chúng ta. Tuy nhiên thì NASA vẫn tin tưởng rằng là việc con người có thể ở trên mặt trăng trong vài thập kỷ tới thực sự là có khả năng, tức là sẽ có khu định cư và con người sẽ sống cũng như là làm việc trên mặt trăng vào khoảng năm 2040. Sự tin tưởng này thì cũng đã được củng cố bởi thực tế, đó là từ năm 2020, một thỏa thuận được gọi là thỏa thuận Artemis do Mỹ lập nên cùng với 7 quốc gia khác thì đã được thiết lập nên các nguyên tắc hợp tác khám phá mặt trăng một cách hòa bình. Hiện thỏa thuận này thì cũng đã có 29 quốc gia ký tham gia, tức là trong bối cảnh cuộc chạy đua vào vũ trụ đang nóng lên thì cộng đồng quốc tế vẫn cảm nhận được rằng là cần đóng góp thì mới đạt được mục tiêu của chúng ta.
Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Anh Quang với một bức tranh về tương lai của con người trong chuyên mục Thế giới xoay ngày hôm nay.